Campuchia lo sốt vó khi Việt Nam gấp rút triển khai xây cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc ngay lúc này. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, Campuchia đã liên tiếp có những động thái được cho làm khó Việt Nam và đỉnh điểm nhất chính là việc hợp tác với Trung Quốc để xây dựng nên kênh đào Phù Nam. Một hệ thống công trình có thể làm tổn hại rất nhiều đến nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long của nước ta. Không thể đứng yên nhìn nữa, Việt Nam đã chính thức đưa ra một câu trả lời sắt đá bằng việc gấp rút triển khai xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc, một công trình được coi là có thể thay đổi thế cục hiện nay. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Tại sao Việt Nam xây cầu lại làm Campuchia lo sốt vó đến thế? Hãy cùng Tuyệt Mật khám phá ngay trong số này. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên hay còn được nhắc đến với cái tên cầu nối Kiên Giang - Phú Quốc. Cầu Hà Tiên - Phú Quốc đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành. Đây là mô hình thuộc báo cáo tốt nghiệp một nhóm sinh viên được đăng tải vào năm 2016. Nhóm sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải đã có một bài báo cáo thành công với cây cầu vượt biển Hà Tiên. Tên thật của cây cầu là SIM. Theo mô hình trong báo cáo của các bạn sinh viên, cầu vượt biển Hà Tiên nối liền Kiên Giang - Phú Quốc có tổng chiều dài hơn 45 km và là cây cầu dài nhất thế giới. Tuy chỉ là một bài báo cáo nhưng ý tưởng cầu vượt biển Hà Tiên này đã nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người vì sự đột phá và sáng tạo của nó. Nếu cây cầu này thực sự được xây dựng thì sẽ là cây cầu lớn nhất và là niềm tự hào của nước ta. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì cũng không thể bỏ qua những bất cập nếu như khởi công. Một cây cầu lớn và dài như vậy thì về mặt đảm bảo an toàn, kỹ thuật phải cực kỳ chính xác. Thêm vào đó, vốn đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng. Cũng có một số ý kiến lạc quan về nền khoa học tiến bộ Việt Nam sẽ tiếp cận và áp dụng sự tiến bộ này để phục vụ quê hương đất nước. Ngoài việc nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ các chuyên gia, thì dự án cầu vượt biển Hà Tiên cũng được một tập đoàn lớn phát triển về địa ốc Singapore gặp mặt và làm việc với chính quyền địa phương nhằm đề xuất cho việc đầu tư dự án. Vốn đầu tư dự kiến của cây cầu nối Phú Quốc và Kiên Giang sẽ là 12.000 tỷ đồng. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, đưa vị thế Hà Tiên và Phú Quốc lên một tầm cao mới. Cụ thể là cầu sẽ bắt đầu từ mũi Nai, Hà Tiên, băng qua biển và kết thúc tại cảng Đá Trông, phía bắc đảo Phú Quốc. Cầu vượt biển Hà Tiên sẽ có đầy đủ các loại hình di chuyển, từ xe ô tô, xe tải, xe đạp đếm hành lang cho người đi bộ. Ngoài ra còn có trạm thu phí và giữa cầu, có trạm nghỉ xăng dầu, nhà ăn và bãi giữ xe. Cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc có cơ hội hiện hữu không? Điều này là hoàn toàn có khả thi. Khi đường điện vượt biển dài nhất Đông Nam Á ra đảo Phú Quốc mà Việt Nam còn có thể hoàn thành, thì còn chuyện gì chúng ta không thể? Cách đây đúng 10 năm, vào tháng 2 năm 2014, đường lưới điện ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc chính thức được đưa vào vận hành. Đây cũng là thời khắc đáng nhớ khi người dân trên đảo Ngọc chính thức dùng điện từ lưới điện quốc gia. Dự án lưới điện ngầm xuyên biển ra Phú Quốc là công trình lớn của ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực miền Nam nói riêng, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt đảo Ngọc trong một thập niên qua. Tư liệu cho thấy dự án có hạng mục chính là tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển, chiều dài 57,33 km, có kết cấu một sợi cáp 3, lõi 630 mm2. Đây cũng là tuyến cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 2.336 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Trước đó để đấu nối cho dự án cáp ngầm Phú Quốc và tăng cường khả năng cung cấp điện cho thị xã Hà Tiên, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết đã đầu tư hai công trình lưới điện 110 kV đồng bộ với dự án này, bao gồm đường dây hai mạch 110 kV Kiên Lương - Hà Tiên có chiều dài 18,2 km và trạm biến áp 110/22 kV.
40 MV Ampere Hà Tiên có công suất 40 MV Ampere đã đóng điện vận hành vào một năm trước, tức vào tháng 2 năm 2013. Đặc biệt để phát huy hết công năng của nguồn điện quý giá mang từ đất liền ra, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng triển khai công trình điện, hạ tầng lưới điện trên đảo. Mục tiêu nâng cao năng lực cung cấp điện và cấp điện mới cho nhân dân tại các khu vực xã Gành Dầu, Bãi Thơm cũng như các phụ tải quan trọng khác trên huyện đảo Phú Quốc như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới. Có thể nói dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc đã giúp cho người dân và các doanh nghiệp trên huyện đảo Phú Quốc trong 10 năm qua đổi đời bởi có nguồn điện an toàn, ổn định. Đặc biệt giúp đem lại giá trị thu nhập tăng thêm trên 200 tỷ đồng cho huyện đảo do giá điện giảm mạnh. Từ mức trung bình là 5.060 đồng trên kWh giảm xuống gần 50%, tương đương giá điện bình quân trong đất liền. Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam chia sẻ, dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc được thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia với khả năng truyền tải công suất lên đến 131 MV Ampere, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao sức cạnh tranh, góp phần đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng, khu du lịch hấp dẫn, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường cho huyện đảo. Từ sau cột mốc đáng nhớ điện về đảo, vào tháng 2 năm 2014, 10 năm qua, đảo Ngọc Phú Quốc chứng kiến sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ. Ngành công nghiệp không khói nơi đây đã phát triển nhanh chóng một cách ngoạn mục, liên tiếp được nhiều kênh truyền thông danh tiếng hàng đầu thế giới ngợi ca, bình chọn, vinh danh là một trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đặc biệt mới đây, vào tháng 9 năm 2023, Phú Quốc được vinh danh là thiên đường nhiệt đới. Đáng lưu ý lượng du khách đến đảo Ngọc Phú Quốc luôn tăng. Một năm sau khi có điện về đảo, số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho thấy, năm 2015, đảo đón 913.000 lượt du khách, nhưng đến năm 2019 là trên 5,1 triệu. Sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, tính đến tháng 10 năm 2023, đã có gần 5,2 triệu lượt du khách đến đảo. Trong đó tỷ lệ du khách quốc tế đến Phú Quốc năm sau luôn tăng hơn so với năm trước. Đến nay, có nhiều chuyến bay quốc tế bay thẳng đến Phú Quốc với tần suất từ 2 đến 4 chuyến mỗi tuần. Các đường bay quốc tế cố định đến đảo như từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia. Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, sau khi tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc đi vào hoạt động, phụ tải sử dụng điện Phú Quốc tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân trung bình trên 45% một năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng trong sử dụng điện rất cao so với nhiều địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện đang tăng nhanh này, năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tăng công suất trạm biến áp 110 kV Phú Quốc từ 2 x 40 MV Ampere lên 2 x 63 MV Ampere, đồng thời tiếp tục triển khai đầu tư nhiều công trình điện trên đảo, đặc biệt là xây dựng đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á đất liền ra đảo Phú Quốc. Đại diện EVN SPC cho hay, do ảnh hưởng suy giảm kinh tế của những năm đại dịch bùng phát và thời kỳ hậu COVID-19, nên nhìn chung, tình hình phát triển phụ tải trên địa bàn thành phố Phú Quốc từ những năm 2020 đến 2023 tương đối thấp so với các năm trước. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng để bảo đảm cung ứng đủ điện trong giai đoạn tới luôn được chú trọng. Dự án tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2024-2030 của đảo Phú Quốc sẽ tiếp tục nóng. Tổng công suất phụ tải đăng ký sử dụng điện đến năm 2025 tại Phú Quốc đạt 502,9 MV Ampere. Đây hầu hết là các dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn tại đảo Phú Quốc đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Để đảm bảo khả năng cấp điện, EVN SPC đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, trong đó là dự án đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc với tổng mức đầu tư lên đến 2.212 tỷ đồng. Sau khi đóng điện hai công trình, đường dây 220 kV
vượt biển Kiên Bình Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc tháng 10 năm 2022, thì tình trạng quá tải kéo dài trên lưới điện phân phối đảo Phú Quốc cơ bản được giải quyết. Bên cạnh đó, nguy cơ do quá tải cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc không còn, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao. Hơn nữa, Việt Nam cũng từng có kinh nghiệm xây dựng thành công những cây cầu vượt biển với chất lượng hàng đầu thế giới. Cụ thể, cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng có tổng chiều dài 5,44 km. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ, Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63 km. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội, Hải Phòng tại nút Tân Vũ thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An. Điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng thuộc huyện Cát Hải. Trong đó phần cầu có chiều dài 5,44 km, phần đường dẫn dài 10,19 km. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16 m. Tổng mức đầu tư dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Dự án được thông xe từ tháng 9 năm 2017. Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện có vai trò kết nối với toàn khu vực nói chung. Cụ thể, cây cầu kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Từ đó, cây cầu góp phần tạo thành mạng giao thông hoàn chỉnh, phục vụ việc vận tải hàng hóa ra cảng của khu vực tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Việc đưa công trình đường và cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện vào sử dụng góp phần phát huy tối đa lợi biến thể. Cụ thể, trong việc phát triển kinh tế và du lịch, cây cầu góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại, cũng như giảm tai nạn, rủi ro do vận chuyển bằng phà, xà lan. Đặc biệt, cây cầu sẽ kết nối và góp phần làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cho dự án nằm trong chương trình phát triển khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải. Ngoài ra, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện còn góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại, giảm tắc nghẽn giao thông hàng hải tại kênh Nam Triệu. Đồng thời, cây cầu kích thích phát triển công nghiệp ở ven biển Hải Phòng, thúc đẩy các hoạt động du lịch tại khu vực dự trữ sinh quyển trên đảo Cát Bà và các khu vực lân cận. Nhờ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế bền vững cho người dân huyện đảo Cát Hải. Trên thực tế, Hải Phòng là nơi có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế biển. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Phòng, Hải Phòng là địa phương có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc. Đồng thời, Hải Phòng hội tụ đủ 5 loại hình giao thông quan trọng: đường biển, đường sắt, đường hàng không, đường bộ và đường thủy nội địa. Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Hải Phòng, Hải Phòng có hệ thống cảng biển lớn thứ hai cả nước, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam, tham gia vào vành đai Thái Bình Dương. Có chiều dài cầu cảng 11,53 km với hơn 40 cảng và 69 cầu cảng. Hiện nay, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện trong hệ thống cảng biển Hải Phòng có sản lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh trong những năm gần đây, bình quân tăng 17,53% trên một năm. Đặc biệt, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ bốc xếp đồng bộ và hiện đại, có thể tiếp nhận được tàu container trọng tải lớn lên đến 8.000 TEU, tương đương tàu trọng tải 100.000 tấn, hoạt động trên tuyến vận tải biển xa, được kỳ vọng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống cảng biển của Việt Nam và khu vực. Hơn nữa, hệ thống cảng Hải Phòng còn thu hút lượng lớn hàng quá cảnh từ khu vực Đông Bắc Lào và khu vực Nam Trung Quốc, với đặc thù là cảng nước sâu nằm ở đảo Cát Hải. Nên việc kết nối giữa cảng Lạch Huyện với đất liền chính là cây cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Do đó, hàng hóa từ cảng Lạch Huyện sẽ được vận chuyển bằng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tới mọi miền Tổ quốc. Hải Phòng có hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa kết nối với cảng biển, đặc biệt là kết nối với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Điều này góp phần đưa Hải Phòng trở thành đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, kết nối vùng với khu vực và quốc tế. Từ đó, Hải Phòng được tạo động lực phát triển, hình thành hệ thống logistics năng động, hiệu quả,
và trở thành trạm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Và việc đầu tư mạnh mẽ vào Phú Quốc như thế cũng là hoàn toàn xứng đáng, khi Phú Quốc là huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Huyện đảo này nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với Campuchia, Thái Lan và Malaysia, có diện tích tự nhiên 593 km2 với 36 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất, diện tích 567 km2. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc nhấn mạnh, Phú Quốc có vị trí chiến lược quan trọng, vừa có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội, vừa có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang. Đồng hành cùng cả nước và tỉnh 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Quốc tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quốc với truyền thống cách mạng kiên cường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện di huấn trong di chúc của Người và đã đạt được những kết quả tích cực hiện nay, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong thời gian tới. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, những năm gần đây kinh tế luôn giữ mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng trên 12% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quốc phòng an ninh đảm bảo vững chắc. Huyện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, tập trung đầu tư, khơi dậy tiềm năng lợi thế của huyện đảo, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Ngành công nghiệp không khói này ở Phú Quốc phát triển với tốc độ khá cao, là một trong những điểm du lịch bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, thu hút nhiều du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trong gần 9 tháng đầu năm, đảo Ngọc Phú Quốc đón hơn 3,9 triệu lượt du khách, tăng thêm 33% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách quốc tế hơn 541.600 lượt người, tăng 28% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 5.754 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, huyện đã tập trung xây dựng quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các cơ sở lưu trú, tăng cường phát triển các phương tiện vận tải. Dự án dịch vụ du lịch được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại, phục vụ du khách như khu Vinpearl, Safari, cáp treo An Thới, Hòn Thơm, hệ thống nhà hàng khách sạn từ bình dân đến sang trọng cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi và ẩm thực của khách du lịch đến đảo Ngọc. Mặt khác, giao thông đường biển hiện có các tuyến rạch giá Phú Quốc, Hà Tiên, Phú Quốc, trung bình mỗi ngày 12 chuyến tàu cao tốc, 10 chuyến tàu phà vận chuyển hành khách, hàng hóa, xe ô tô, xe hai bánh đến Phú Quốc và ngược lại, an toàn, tiện lợi, nhanh chóng. Đường hàng không với sân bay quốc tế Phú Quốc hiện nay kết nối với nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, hơn 60 chuyến bay trên một ngày với các đường bay quốc tế quốc nội. Lĩnh vực bưu chính viễn thông đầu tư phát triển mạnh mẽ, trong đó có đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc giai đoạn 2016-2020, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 các hạng mục hệ thống gồm chính quyền điện tử, Wi-Fi công cộng, camera giám sát, quản lý lưu trú trực tuyến, giám sát môi trường, du lịch thông minh và trung tâm điều hành tích hợp tập trung, kết hợp mạng thông tin quân sự, đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, phục vụ dân sinh và đảm bảo hoạt động cho công tác quốc phòng, an ninh. Đặc biệt quan trọng của Phú Quốc trong phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh là huyện tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ. Nhiều công trình trọng điểm như đường điện cáp ngầm xuyên biển 220 kV Hà Tiên Phú Quốc, trục giao thông chính Nam Bắc đảo và hệ thống đường quanh đảo, nâng cấp hồ nước Dương Đông, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển hành khách quốc tế đã tạo động lực thúc đẩy đầu tư phát triển bền vững của huyện đảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, Phú Quốc có khoảng 300 dự án với tổng vốn đăng ký cam kết đầu tư hơn 370.000 tỷ đồng. Trong đó có một số tập đoàn kinh tế lớn đầu tư tạo điểm nhấn và động lực phát triển cho khu vực Nam, Bắc đảo Phú Quốc như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group. Các khu vực trọng điểm kinh tế quốc phòng phát triển tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn
vững chắc, đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng, phương tiện và tác chiến khu vực phòng thủ khi có tình huống xấu xảy ra. Cùng với đó, điều kiện sinh sống của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao, tạo nên thế trận lòng dân, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố tăng cường. Phú Quốc kết hợp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh chia sẻ, các lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn huyện đảo luôn đoàn kết, thực hiện tốt quy chế phối hợp, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt, công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, phong trào toàn dân về bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đảo. Trong công tác đối ngoại, huyện đảo Phú Quốc thường xuyên xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên từng lĩnh vực, quan hệ đối ngoại với nước bạn Campuchia trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển lịch sử. Hai bên giải quyết tốt việc nhân dân hai nước qua lại biên giới và xử lý tàu, thuyền xâm phạm, đánh bắt trên biển, góp phần giữ vững ổn định an ninh trên vùng biển, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Thời gian tới, huyện Phú Quốc tiếp tục tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh khẳng định, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống xã hội, thực hiện tốt phương châm mỗi bước tăng trưởng kinh tế xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Huyện rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quốc đến năm 2030, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ dân sinh, đi đôi với tăng cường thế trận phòng thủ. Theo đó, huyện Phú Quốc tiếp tục tranh thủ huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển toàn diện, đồng bộ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, y tế giáo dục, phát triển và bảo vệ rừng, phát triển khoa học công nghệ, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường hiệu quả và bền vững. Huyện đẩy mạnh khai thác kinh tế biển, đầu tư kết cấu hạ tầng ven biển gắn với tăng cường hệ thống phòng thủ, nâng cao khả năng đảm bảo hậu cần trên vùng biển đảo. Mặt khác, Phú Quốc xác định rõ quan hệ đối ngoại với Campuchia vừa là truyền thống, hợp tác và phát triển, vừa là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, cơ bản lâu dài, hiệu quả thiết thực cả về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đưa Phú Quốc phát triển vững chắc trong tương lai.